Đường Yên, Dương Mịch, những điều khiến tình bạn tốt nhất si biết hóa cho tàn, có phải do Lưu Khởi Uy? Dương Mịch và Đường Yên từng có tình bạn thân đến nỗi khiến cả si biết tin rằng dù trái đất có sụp thì họ cũng không bao giờ bỏ rơi nhau. Song đối với những người thuộc giới showbiz và cùng nổi tiếng thì tình bạn mãi mãi là điều quá xa vời. Dương Mịch, Đường Yên cũng vậy. Mối lương duyên từng được ví là cặp khuê mật tốt nhất si biết của họ có lẽ đã chính thức khép lại sau nhiều năm thân thiết. Mới đây nhất, khi Dương Mịch kỷ niệm sinh nhật bước sang tuổi 32, rất nhiều bạn bè, fan hâm mộ đã gửi tới nữ diễn viên lời chúc mừng. Nhưng cộng đồng mạng đã phát hiện ra, ông xã Lưu Khởi Uy và cô bạn thân Đường Yên lại lặn mất tăm, không có bất cứ lời chúc nào dành cho Dương Mịch. Trong chương trình Đêm hội Weibo năm 2021, Dương Mịch và Đường Yên cũng lại tiếp tục tránh mặt nhau. Đêm hội Weibo 2021 là một sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Huỳnh Hiểu Minh đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong đó, mối quan hệ của Dương Mịch và người chị em cũ Đường Yên cũng khiến fan quan tâm. Dương Mịch không xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện này và có mặt tại đêm hội Weibo 2021 vào sát giờ. Trên sân khấu, cô cùng Angelababy và Đường Yên đều nhận được giải thưởng của ban tổ chức. Tuy nhiên, Dương Mịch lại tránh đứng cạnh Đường Yên và để Angelababy đứng cạnh hai người. Trên sân khấu, Dương Mịch cũng không nhìn sang phía Đường Yên. Nhắc tới mọi người mới nhớ trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, hai nữ diễn viên đã không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực. Trước đây họ đã từng lên tiếng phủ nhận nhưng hiện tại cả hai đều im lặng và làm đơ mỗi lần chạm mặt. Vì thế nhiều người suy đoán cặp đôi hào tỉ muội đã nghỉ chơi hoàn toàn. Thậm chí thời điểm này mỗi nàng tiểu hoa đán đã tìm được hội bạn thân mới và không còn lưu luyến gì với đối phương. Ngày 6 tháng 9, khi tạp chí Elle Trung Quốc tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm với sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có cả Dương Mịch và Đường Yên. Nhưng lúc Dương Mịch đang vui vẻ với bạn mới Angelababy, Ngeni, thì Đường Yên lại quấn quýt bên Trương Tử Lâm. Có thể thấy họ đã ngầm công khai cho tất cả biết về tình trạng mối quan hệ rạn nứt. Trước đó, vào đêm hội Cosmo tối ngày 2 tháng 12 năm 2020 tại Thượng Hải, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Đường Yên, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Giang Sư Ảnh, Đông Lệ Á và đã trở thành một trong những sự kiện hot nhất làng giải trí Hoa ngữ trong dịp cuối năm. Đây cũng là sự kiện hiếm hoi mà cả Dương Mịch và người chị em từng thân thiết Đường Yên cùng tham gia. Một nguồn tin tiết lộ, Dương Mịch có mặt sớm hơn Đường Yên tại sự kiện, nhưng ngay từ khi bước trên thảm đỏ, hai người đẹp đã cố tình lơ đẹp nhau. Ngay sau sự kiện, cộng đồng mạng lại chia sẻ và bình luận bức ảnh hậu trường hiếm hoi tại đêm hội Cosmos khi Dương Mịch vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh cùng Lưu Thi Thi. Trong một bức ảnh khác được công bố, Lưu Thi Thi lại ngồi nói chuyện với Đường Yên. Có thể thấy dù ngồi cùng khán phòng và ở khá gần nhau, nhưng Đường Yên và Dương Mịch tỏ ra như người xa lạ và tránh mặt nhau. Dương Mịch, Đường Yên đã từng như hình với bóng. Khoảng 7 năm trước, Dương Mịch và Đường Yên có cơ duyên trở thành đôi bạn thân của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai người giống nhau như hình với bóng khi luôn xuất hiện bên nhau trong mọi sự kiện. Thậm chí họ còn khiến nhiều người ghen tị khi tay trong tay và luôn vui vẻ ở khắp nơi. Từ năm 2011 đến năm 2016, không một ngày lễ sinh nhật nào của Dương Mịch mà Đường Yên lại quên đăng đàn trên Weibo để chúc mừng với những lời có cánh. Và ngược lại đến sinh nhật Đường Yên thì Dương Mịch cũng không thể quên. Nhưng đến năm 2017 thì thói quen này bỗng dưng không còn. Ngược lại quá khứ, vẫn nhớ vào năm 2010, khi mối quan hệ giữa Dương Mịch và công ty giải trí Đường Nhân lục đục, thì Đường Yên đã lên tiếng bảo vệ Dương Mịch. Cũng từ đây, Đường Yên trở thành bạn thân của Dương Mịch và họ không hề giấu giếm điều này mà công khai với tất cả về mối tình chị em thắm thiết. Năm 2013, khi Đường Yên bị bạn trai cũ là diễn viên Khưu Trạch cắm sừng, Dương Mịch cũng đã có động thái để bênh vực bạn thân của mình. Cô chẳng ngần ngại tặng một like cho bài báo vạch mặt Khưu Trạch ngoại tình. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ cuộc sống của Đường Yên còn tốt hơn khi yêu Khưu Trạch. Năm 2014, Dương Mịch thông báo tin vui khi lên xe hoa với Lưu Khải Uy. Đặc biệt trong đám cưới của nàng tiểu hoa đán, chỉ có duy nhất Đường Yên là người nổi tiếng được mời đến để làm phù dâu. Điều này cũng đã khẳng định vị trí của Đường Yên quan trọng như thế nào trong lòng Dương Mịch. Các fan đã rất vui mừng vì tình cảm tốt đẹp của hai người. Khi được hỏi về Dương Mịch, Đường Yên từng thẳng thừng, thời điểm tôi yếu đuối nhất, cô ấy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi. Chỉ cần tôi không nghe máy hoặc tâm trạng không tốt, Dương Mịch sẽ nhắn tin hỏi tôi thế nào rồi, cô ấy thật sự là một người bạn rất tốt. Trong khi Dương Mịch giải thích, tôi và các cô ấy đều là bạn bè tốt, không có hơn kém, cùng nhau cố gắng, trăm hoa đua nở là tốt nhất. Năm 2015, sau khi đã sinh được bé Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch lại bị chỉ trích vì mải mê công việc mà bỏ bê con trai. Hay khi Dương Mịch bị tung những tin đồn thất thiệt về nhân cách giả tạo, chính Đường Yên đã lên tiếng bảo vệ người chị em tốt. Nhưng thật ra, tin đồn bất hòa của họ đã xuất hiện từ năm 2014. Tình bạn thân thiết trong showbiz không bao giờ tồn tại mãi mãi. Trong hôn lễ của Đường Yên vào năm 2018 thì Dương Mịch lại hoàn toàn không xuất hiện. Mọi đồn đoán bất hòa giữa cặp đôi hảo tỉ muội này được lan truyền từ năm 2014 khi Đường Yên cùng với Lưu Khải Uy đóng chung trong Thiên Kim Nữ Tặc. Có tin đồn Dương Mịch khi đó còn vác bụng bầu đến tận trường quay giám sát chồng và bạn thân vì lo sợ giữa họ nảy sinh tình cảm. Sau đó không biết là cố tình hay chỉ nhỡ tay, nhưng Dương Mịch đã nhấn like một bài đăng trên Weibo tố Đường Yên chơi xấu Dương Mịch. Đến năm 2015, khi Đường Yên đã khá thành công với Bên Nhau Trọn Đời bản truyền hình, thì sau đó Dương Mịch nhận đóng bản điện ảnh nhưng không gây được tiếng vang như Đường Yên, dù cả hai cùng vào vai Triệu Mặc Sinh. Lúc này, các tờ báo Trung Quốc và fan của hai bên nảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa không có hồi kết.
Sau đó, hàng loạt những tin đồn về việc Đường Yên cướp vai của Dương Mịch tranh làm đại diện nhãn hàng của Đường Yên ngập tràn trên cộng đồng mạng. Năm ngoái, sau khi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phát sóng, tài khoản Gibo của công ty Đường Yên ngang nhiên xem một bài viết có câu: "Nếu thay Dương Mịch bằng Đường Yên, tôi khẳng định sẽ xem phim từ đầu đến cuối." Nhưng sau đó phía công ty giải thích họ bị hack tài khoản, không biết thật giả ra sao nhưng sự trùng hợp này khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, hai nữ diễn viên thi thoảng vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội, nhưng dường như đó chỉ là hình thức. Nhưng đến năm nay thì hai tiểu hoa đán 8X đã hoàn toàn chấm dứt mọi quan hệ. Mặc dù họ không thể hiện điều này lộ liễu, nhưng động thái của hai người đã khẳng định những nghi ngờ của người hâm mộ là thật. Cả Dương Mịch và Đường Yên đều đã có hội bạn thân mới. Họ không tránh mặt nhau mỗi lần cùng đi sự kiện, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Dẫu biết tình bạn trong showbiz là điều quá xa xỉ, nhưng quả thật mối tình đường mật giữa hai nàng tiểu hoa đán dạn vỡ đã khiến cho không ít người tiếc nuối.